Thành Long kính chúc cộng đoàn và gia đình một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới tràn ngập hồng ân Chúa. Hãy tiếp tục ủng hộ con, ấn đăng ký kênh để nhận những video hữu ích ạ. Thật buồn, thêm một linh mục Công giáo bị cảnh sát bắt vì hai người này. Kính thưa quý cộng đoàn, báo vnfpress.net đưa tin. Linh mục Shaul bị bắt với cáo buộc kỳ thị người đồng tính sau khi đứng giữa đường phố London và nói hôn nhân chỉ dành cho nam và nữ. Linh mục John Shaul, 71 tuổi, bị bắt hôm 27 tháng 4 sau khi giao giảng bên ngoài Gar East Bridge, phía tây của London, Anh rằng hôn nhân đúng nghĩa chỉ diễn ra giữa một đàn ông và một phụ nữ. Cảnh sát London cho biết sau khi nhận được thông tin rằng Linh mục Shaul đang có những phát ngôn kỳ thị người đồng tính, các sĩ quan đã tới bắt ngài và đưa về đồn theo đạo luật gây rối trật tự công cộng, được áp dụng với các trường hợp sử dụng từ ngữ để phân biệt đối xử hoặc lăng mạ người khác. Sau cuộc thẩm vấn, vị linh mục 71 tuổi bị giam trong đồn cảnh sát ở London qua đêm và được thả tự do ngay hôm sau mà không phải nộp tiền bảo lãnh. Linh mục Shaul sau đó khẳng định rằng tôi không có ý định kỳ thị người đồng tính. Tôi chỉ nói những điều trong Kinh Thánh, định nghĩa hôn nhân là mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ. Tôi chẳng muốn làm tổn thương hay xúc phạm ai cả. Tôi chỉ làm đúng công việc của mình là giao giảng Kinh Thánh. Linh mục cho biết thêm khi cảnh sát tới bắt ngài, ngài đã giải thích rằng mình chỉ đang thực hiện quyền tự do tôn giáo. Shaul nhấn mạnh, ngài đã bị các sĩ quan cảnh sát đối xử một cách đáng hổ thẹn và bị thương ở tay khi bị khống chế đưa về đồn. Như chúng ta cũng thấy, giáo hội Công giáo không chấp nhận sự kết hợp giữa hai người đồng tính. Giáo hội Công giáo cho rằng xu hướng đồng tính không phải tội lỗi và kêu gọi tôn trọng người đồng tính, nhưng khẳng định các hành động đồng tính là tội lỗi. Xin Chúa sáng soi cho nhân loại chúng con trước các xu hướng tục hóa, lầm lỗi của con người ngày nay. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.